Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy Gary nha các bạn. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái dòng xe mới về mô tô nha mọi người. Những con cực hot cho quý anh chị và các bạn. Trước mặt quý anh chị và các bạn là một con CBR150 nha các bạn. Đó, hàng này phiên bản Repson là một trong những phiên bản rất là hiếm khi mà gặp. Về đâu là hết đó, thì hôm nay nó vừa về luôn. Thì vừa rửa xong, chưa khô nữa. Thì mình quay luôn update một cách nhanh nhất cho quý anh chị và các bạn ha. Đó, biển số 59 nha. Đây, quý anh chị và các bạn mình mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 48 hoặc 0976741725. Ở đây cũng có dịch vụ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Ngoài CBR thì cũng có R15V3 cho quý anh chị và các bạn luôn. Con này là R15V3 đời 2019 nha mọi người. Đó. Ngoài ra thì nó cũng có một số con phân khối lớn nó về ở bên trong. Tí nữa mình sẽ vào mình cập nhật cho mọi người ở bên trong với lại những cái câu hỏi mà anh chị và các bạn mình hỏi. Đó. Thì chắc là mình sẽ giới thiệu con R15V3 trước. Hàng thì R15V3 hết 2-3 ngày nay. Thì hôm nay nó lại về lại cho quý anh chị và các bạn với số lượng rất là nhiều cho mọi người luôn. Thì anh chị và các bạn để ý nha. Đây là một con R15V3. Đó. Màu đen nha mọi người. Rất đẹp cho quý anh chị và các bạn luôn. R15V3 con này biển số 59 nha mọi người. 43076. Đó. Biển số thành phố nói chung là lâu lâu mới có nha mọi người. Mà đặc biệt là R15V3 đợt này nó chỉ mới về có mỗi con này thôi. Còn nữa là hết rồi. Nói chung là con này nguyên zin. Để mình coi thử Audo nó đi mấy ngàn nha. Con này đi 14.000 nha mọi người. Đó. Đó là cái tiếng máy zin của nó. Đó là coi chống đổ nha mọi người. Nó lên được coi chống đổ này. Đó, máy thì thầm. Đó, màu đen. Dòng này thì rất là nhiều anh muốn mua này. Chị rất là chuộng luôn. Đó thì con này thì giá của nó là 61.900.000. Đó. Tại vì biển thành phố mà mọi người. Với lại đời cao. Hàng thì bữa nay hiếm rồi, không có nữa. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha mọi người. Anh chị và các bạn mình cứ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để mà cập nhật những lô xe mới nhất, nhanh nhất có thể. Anh chị và các bạn nó về là mọi người sẽ mua được liền. Đó. Thì con này là con mới về. Đó, giá là 61.900.000. Thì con này trả góp thì mình trả tầm 20 triệu cho mọi người. Chỉ cần chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe. Đó là cái con thứ nhất cho anh chị và các bạn. Rồi, mình sẽ chuyển qua mình review con CBR150 cho anh chị và các bạn. Đó, nhìn ở phía trước, mâm trước nó đi phiên bản này là phiên bản Repson. Một trong những phiên bản rất là hiếm hàng. Và CBR150 này á, thì của bản Indo là nó hết hàng tận bữa giờ cũng lâu rồi. Nó hết hàng tầm hơn một tuần rồi. Hôm nay nó về lại đúng một con thôi. Mà cái bản này thì rất là gắt. Ít khi mà có 3737 này, biển số cũng rất đẹp này. Anh chị và các bạn nào á, mà mình ở thành phố mình mua con này thì đúng đã luôn. Đó, Repson nha mọi người. Con này là bản CBS chứ không phải là ABS. Con này thì hiện tại mình theo đánh giá là nó còn bọc keo nguyên con. Đó. Bọc keo nguyên con nha mọi người. Đó, keo nó bọc lớp keo trong. Nguyên con luôn. Máy của nó đó, vừa rửa xong. Cực đẹp. Còn đi sâu lên này. Này này nó độ sạc các bạn. Này sạc. Đúng rồi. Sạc nha các bạn, sạc điện thoại nữa. Con này hai chìa khóa luôn nè. Con này đi 9.065 coi. Coi. Giá con này là 64.900.000 á. Con này thì anh em muốn mua góp thì anh em mua con này thì phải trả tầm 25 triệu. Đó, cũng chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe và trả trước. Cái con này là mọi người phải trả là
25 triệu đó. Đó. Biển số 59 luôn. Ok, thì mình vừa lướt hai con mô tô này ở trong nhà còn nữa nha mọi người. Quay RS chứ hình như là 12 đây, con gì mới về nãy nói giá mình quên rồi. Con đó cũng mới về khách đổi á. Rồi, thì mình lướt vào bên trong một tí cho quý anh chị và các bạn nha. Thì GSX thì bao nhiêu? Giá thấp nhất là 47 triệu, cao nhất là mới bản ABS là 60 triệu 9 cho quý anh chị và các bạn ha. Đó, xe rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ lướt sơ thôi. Đi con 220 cũng đã đi rồi nha mọi người. Mình sẽ báo những con mới về, sau đó mình sẽ báo dòng CBR Thái với 15V2 cho anh chị và các bạn ha. Tại vì hai dòng đó là mình thấy quý chị và các bạn hỏi rất là nhiều trên kênh của mình. Rồi. Đây là một con Ninja 400 nha các bạn. Hàng này là hàng mới về. Nó chơi cái bộ tem kết hợp. Con này là nó màu đen luôn á, đen hết luôn, nhưng mà nó cắt tem nó dán nha mọi người. Tem nhôm xước. Con này cũng đời 2018 luôn anh. Tháng 12 2018. À, cái này là giấy phố nên sang tên Hồng Quốc, chỉ 1% thuế thôi nha các bạn. Có liền bảo vệ tay thắng. Còn hai chìa khóa này, chìa khóa nguyên zin này mọi người. Có zin còn chưa mở, chưa lột tem nữa nha. Đó, bảo vệ tay thắng. Con này cũng có đồ chơi gì. Nguyên zin, nguyên bản. Đó, em này Ninja 400. Rồi đi bao nhiêu ngàn? Con này đi 6.083 coi nha mọi người. Máy nổ rất chắc. Con này là giá của nó là 129 triệu. Đó, cũng bằng với giá hai con Ninja kia nha các bạn. Ninja 400 kia luôn, cũng bằng giá với nhau hết nha mọi người. Đó, đó là cái con mà mình giới thiệu cho quý chị và các bạn hàng mới về trong hôm nay luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu về CBR Thái lại cho anh chị và các bạn á. Tại vì mình thấy anh em có hỏi về CBR Thái. Ninja 300 cũng còn nha các bạn. 400 cũng còn. Đó. Rồi, CBR Thái con đầu tiên mình muốn giới thiệu cho quý chị và các bạn là biển số 59 215 là 38 triệu 9 cho quý chị và các bạn ha. Con bên này là CBR Thái luôn. 215 biển số 78 là 49 triệu 9. Con này là Thái 2 Max nha mọi người. Thái 2 Max. Con này nổ bu SC. Cập nhật lại cho mọi người một tí á. Rồi, về con màu Thái màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ biển số 59213 là 45 triệu 9. Đó, 45 triệu 9. Rồi, tiếp theo là một con Thái 214 màu đen biển số 60 là 43 triệu 9 cho quý anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn, xe ở đây là đã bao gồm rút hồ sơ nha các bạn. Đó, ở cửa hàng đã bao rồi. Thì anh chị và các bạn mua thì các bạn chỉ về ra nộp về công an và đóng thuế là ra tên thôi. Hoặc là quý anh chị và các bạn cũng có thể là cửa hàng sẽ hỗ trợ mọi người thêm phí nha. Con CBR Thái tiếp nè, cũng màu đen nha các bạn. Nó đi cái bộ AK 215 luôn. Con này cũng 42 triệu 9 thôi, biển số 59. Như vậy là biển số 59 rất là nhiều. Đó là về dòng CBR Thái á. Rồi, tiện thể của phân khúc đó nó xem với nhau giá thì mình sẽ báo về R15V2 cho quý anh chị và các bạn á. Mình thấy anh em chị và các bạn cũng hỏi á. Con này R15V2 biển số 78. 215 là 45 triệu 900. Đó, quý anh chị và các bạn xem đi. Bao đẹp cho mọi người nha. Rồi, một con nữa là biển số 72 nha mọi người. 215, con này là 37 triệu 9. Đó, 37 triệu 9 cho em này á. Rồi, về con R15V2 thứ 3. Con này biển số 68, đời 215, 46 triệu 900 nha quý chị và các bạn. Con R15V2 thứ 4, biển số 63, 215 là 44 triệu 900. Nó chật, mình không thể quay hai bên hông. Mình chỉ cập nhật nhanh cho mọi người coi những con nào còn, con nào bán rồi thì anh chị và các bạn mình tranh thủ thời gian mình tới mình mua nha. Rồi, con này là đời
màu trắng đen. Con này đời 2015 luôn, biển số 72 nha mọi người, 41.900.000. Con cuối cùng, con này mới về cách 2 ngày là R15 V2 hồ sơ cầm tay luôn. Con này mua ra tay nhanh này, đang rút hồ sơ 2015. Con này là 45.900.000. Đó. Như vậy là R15 V2 mình báo xong cho quý anh chị và các bạn ha. Chỉ còn bến như này tại vì mình mới cập nhật nhanh nhất hôm nay là ngày 15 luôn á. Rồi, về GX Bandit thì hiện tại có 3 con, 2 con màu đỏ và 1 con màu đen. GX Bandit này, con này đang rút hồ sơ gốc 2019 là 48.900.000. Con bên này là 67 nè, 2019 là 46.900.000. Còn một con nữa là 47.900.000 là cũng màu đen như này nha mọi người. Con này là biển số 67 nha. Con này yếu bình, yếu bình các bạn. Đó. Rồi, tiếp biết thì còn một con duy nhất thôi, 2018 là 48.900.000. Con này bạn Mã Lai. Đó. Rồi, xe còn rất nhiều nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn biết dòng nào, hoặc là mình muốn mình cập nhật những dòng xe nào, thì anh chị và các bạn xem, liên hệ mua và comment mạnh ở dưới video này giúp mình ha. Comment mạnh dưới video á, các bạn mà muốn biết giá dòng nào hay là muốn như nào á, thì anh chị và các bạn cứ comment mạnh dưới video này, mình sẽ cập nhật luôn thường xuyên cho quý anh chị và các bạn á. Tại vì ở đây bán nhanh, một ngày đi liên tục, trừ chủ nhật, chủ nhật lại bán rất là mạnh lắm, 10 mấy 20 con là chuyện bình thường. Còn nếu mà ngày thường thì vẫn 3-4 con, 6-7 con vậy đó, tùy theo bữa thôi. Xe thì nó về liên tục nữa thì mình thường cập nhật á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký để ủng hộ mình á. Ok, xin chào mọi người nha.